Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên mình sẽ nhân cho trừ 2 cho cái cục ở phương trình phía dưới, phía 2 nằm ở đây. Tại sao mình phải nhân cho trừ 2? Tại vì cái trừ 2xy cộng với là 2xy nó sẽ bỏ đi, thì chúng ta chỉ còn lại biến y với lại x. Bên đây sẽ là cộng 4 nè. Thì chúng ta có 4x trừ 4 chúng ta loại luôn, như vậy chỉ còn lại cái y. Trừ 14 nhân trừ 2 là sẽ là cộng 28, còn này trừ 32. Như vậy, chúng ta sẽ lấy phương trình 1 cộng phương trình 2. Như vậy, trừ 6y bình phương cộng y bình phương là trừ 5y bình phương. 28y trừ 3y thì chúng ta còn lại là 25y. Và tiếp tục trừ 32 cộng 2 là trừ 30. Chúng ta bấm máy tính hiện ra hai nghiệm y bằng 3 và y bằng 2. Như vậy mình chọn y bằng 3 trước nha. Thì chúng ta thấy y bằng 3 vào đây. Số 3 vào đây, số 3 vào đây. Thì chúng ta rút gọn lại, thì chúng ta sẽ có là 2 x 3 là 6, 6 trừ 4x là còn lại 2x. 3 bình phương trừ 3 x 3 là bằng 0. Như vậy, x sẽ bằng trừ 1. Như vậy, chúng ta có một cục đầu tiên, cục thứ 2 y bằng 2. Chúng ta thấy y bằng 2 vào đây. Thì chúng ta thấy rõ 2 nhân 2 là 4, 4x trừ 4x bằng 0x. Tiếp tục 2 bình cộng với lại 2 sẽ là 6 trừ 3 nhân 2 cũng bằng 0 luôn. Như vậy trong trường hợp này x là vô số nghiệm. Tại vì mình thấy 1 0 nhân 1 cộng 0 cũng bằng 0, 2 nhân 0 cộng 0 cũng bằng 0, thì thỏa mãn phương trình này. Như vậy câu này mình phải chọn là câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.